một cái vướng mắc về vấn đề wifi của gia đình các bạn, rất nhiều bạn cũng dính. Có nghĩa là nhà thì ví dụ mình xài một cái nhà mạng Viettel hoặc là VNPT gì đó, thì người ta kéo tới từng từng một tầng của nhà mình, ví dụ tầng trệt đi thì nó có wifi. Thì nhà bạn nào mà lên lầu 3, lầu 4 thì phải cái chuyện mà wifi gia đình là nó rất rối, rất phải gắn 2-3 cục, thì 2-3 tần số, thì nó điện thoại bắt thì lúc mạnh lúc yếu, tại vì nó không có cái cục mà roaming gì đó, thì nó mất sóng này nó mới nhập được cái sóng kia nếu mình xài mấy cục wifi đó. Thì mua cái bộ kia thì nó mất tiền đó, rồi mình nhiều người thì xài nhiều trạm, ví dụ 2-3 cái cục wifi đó, nhưng mà cái dở là khi mà mình bước từ tầng trên xuống tầng dưới thì nó sóng kia nó dập dờn là gọi Zalo hay gì đó thì nó rất khó chịu, cứ dập dờn nó không xuồng. Thì mình có một cái đang cái thử nghiệm này thấy cũng hay các bạn, có nghĩa là mình có cái cục wifi cũ nè, nó cũng xài cũng được. Mình đã nghĩ ra là giờ cái nhà thì nó có cái hệ thống cáp tivi á, nhưng mà bây giờ ai xài cáp nữa đâu, thì xài cáp mạng hết rồi. Thì cái cáp tivi mình mới nghĩ là thôi bây giờ cắt cái dây anten của cái cục wifi nè, đấy mình đấu vô cái cáp đó, đấu vô cái cáp đó, chiền lên cái cục đấu vô cái dây cáp của tivi á. Ví dụ như là cái này mình ở đang ở tầng trệt nè, trệt cái cục này nó có 2 anten, 2 anten mình gắn một anten cho ở tầng trệt nè đó, thì khi mà mình đưa tín hiệu internet vô thì wifi nó được ở tầng trệt ngon lành rồi, nhưng mà lên tầng 2 thì nó yếu, lên tầng 3 mất tiêu đó. Thì mình mới nghĩ là lấy cái cọng cáp tivi của tầng 3 này, đó, mình đưa cái anten còn lại của bên này mình hàn vô, đó, đấu vô cái anten của tầng 3. Thì thực tế là mình thử nghiệm mà thấy cũng được, có nghĩa là khi lên tầng 3 là mình đấu cái anten vô cái cáp ấy, thì cái wifi nó lại có, nó không mạnh bằng tầng trệt các bạn, nhưng mà nó cũng hơn phân nửa, có nghĩa là cái tầng 3 là trong cái phòng ở trên tầng 3 là vẫn xài ok. Đấy, thì tầng 2 thì nó sẽ yếu, mà tầng 2 thì từ tầng trệt nó chạy lên đó. Nhưng mà mình chia cái này là chia là được 2 đầu, thì ngang giữa 2 cái yếu thì nó cộng lại. Đó, giờ mình đi lên tầng kia coi nè, đây cái wifi của cái này đấy, cục liên xếp mình tháo ra nè ha. Đó, đấu cái này là lên dây anten lên tầng 3 nè. Đó, để anten ở đây, anten ở đây thì cái điện thoại bắt thì ok rồi ha. Đó, cái link sheet nè. Đó, giờ mình đi đi lên tầng 3 thử. Lên tầng 2 nè. Tầng 2 nè, wifi cũng còn 3-4 vạch. Ok. Đấy. Trên này thì mình tại vì cái anten mình nó truyền chung một link từ tầng 2 với tầng 3. Thì cái cáp lên tầng 2 này là cũng ok nè. Đây, cái cáp anten nè, đó, mình lấy cái dây mình chọn đỡ cái đoạn dây điện này, cái lỗ này là wifi dưới chuyện ở đường tivi các bạn. Rồi cái điện thoại của mình nè, đây là tầng tầng một hồi nãy sóng mạnh ha, cái này tầng 2 nè, tầng 2 là mình đấu cái dây anten này vô là ngon lành ha. Rồi đi lên tầng 3, tầng 3 mình cũng có chế cái cây anten rồi.
Trời hơi tối rồi, tèn có chỉ mưa nè, tối. Đây, lên tầng 3. Tầng 3 con trai ngủ còn bơi bồn. Đấy, cái lỗ anten nè, truyền từ tầng trệt lên nè. Chế lại thành cái chế lại thành anten wifi. Anten wifi mình đo cũng khoảng gan thì giờ này mình cắt cũng gan, mình làm cũng giống giống cái anten wifi. Đấy. Thì đó, thì đây nè. Đó, cái link sheet á. Chứ nó, cái phòng này nó yếu hơn ở dưới, anten gốc của nó mạnh lắm. Anten gốc nó đi được cách 2 phòng. Nhưng mà nó liên tầng, nó khuất tường là nó yếu. Còn cái anten này thì trong phòng thì ok. Đó, ngay tuốt góc này nè. Đấy. Cái này là tầng 3 các bạn. Nó tiện đấy, thay vì mình mua cái cục tiếp sóng của anten wifi thì mình chơi kiểu này. Gần thì ok là sạch. Đi ra cái phòng này đi. Một người sử dụng dùng laptop với điện thoại thì ok rồi. Đó. Dùng laptop với điện thoại thì anten này là ok. Đấy. Thì cáp thì nó đã đi sẵn rồi ha. Mình chỉ chế cái này thôi. Reset này. Mình reset rồi nên nó không có password. Lúc mình xài mình cấu hình lại cái cấu tạo của anten này các bạn, đơn giản đó. Đây là cái nó bọc nhiễu lên tới đây, nhiễu lên tới đây xong rồi cái nó bấm cái ruột con đoạn lò xo này giống như dây đồng ấy đó. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dòng gì đó. Đoạn vô đây nè, nó thành anten nè. Nghĩa là cái đoạn này rất ngắn. Nhiều khi mình lấy dài quá nó phát sóng cũng không đúng. Đấy. Lưu ý các bạn anten nè ha. Anten thì nó xài cái lỗ rắc tivi. Vì cái lỗ rắc trong tường nó giống này nè. Đó, thì rắc con trường nó giống cái rắc này. Đó, thì mình lấy cái dây này mình cắm vào. Đó, mình lấy cái rắc anten luôn á. Nhưng mà bà lưu ý các bạn nè. Dây này nó có cái dây vỏ là bọc nhiễu và cái ruột. Thì giờ mình như cái dây đen hồi nãy mình quay hồi nãy là mình không có đấu vỏ đất ra ngoài cái này. Mình cắt luôn. Mình cắt gọn luôn rồi khi mình dặn vô là cái ruột nó mình đấu trong này, còn như cái này cũng thôi mấy bạn đấu cái này, ví dụ cái anten này nè, anten này nó dài cái này nè. Không? Thì mình cắt đoạn cũng giống như vậy là cách ly nó ra. Thì cái đoạn này nè, đoạn này là còn bọc nhiễu nè. Đoạn này mình tuốt ra luôn. Tuốt cái mối dây điện nè, đó, cái dây điện nè, tuốt ra bỏ hết. Bỏ chữa ruột. Rồi xong mình tước cái ruột rồi nè. Tước ruột đoạn này lấy cái vỏ quấn vô cho nó coi như cái đoạn này là cái đoạn anten luôn nè. Và bây giờ nó thành anten chứ không phải bọc nhiễu nữa, rồi mình lấy băng keo mình quấn lại đó. Keo quấn lại là thành anten thôi. Đầu này mình đấu vô cái các bạn. Đấy. Đó. Wifi lên nè, đó. Dặn lại các bạn coi nè. Đó. Đầu này mình cũng hay à. Dây anten thường thôi. Không xài bộ chia nữa, xài bộ nối thôi. Có cái dây nối nè,
nói này cho nó gọn à, nói này vô thôi, rồi dẫn này vô, rồi đó, liền bạc dây này là nó đưa lên cái lầu 3 đó. Okay.